qua sách báo thì mình biết Trà Vinh là một trong những tỉnh nổi tiếng bởi những rất là nhiều những ngôi chùa. Ở Trà Vinh có gần 140 ngôi chùa, trong đó cái ngôi chùa mà mình sắp ghé ở đây là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng bởi vì nó được xây dựng vào năm 1500, tồn tại trên 500 năm rồi. Đó là cái ngôi chùa có tên là Bisesaram, còn gọi là Khmer Bình Phú. Mình có để link của Google Maps ở phần mô tả, thì các bạn nào muốn ghé thăm có thể bấm vào link để mình chỉ đường đến đây nha. Thì khi vào đây các bạn nhớ chú ý nha, cho dù là không gian mình có thể mình vào thoải mái nhưng mà mình phải giữ cái sự tôn nghiêm, yên lặng khi vào đây nha. Ngôi chùa này khi vào mình cảm giác rất là bình yên, tiếng chim hót xung quanh các bạn có thể nghe thấy không? Phía bên ngoài là những cái ngôi mộ của những cái người dân người ta xây rất là đẹp nha. Tuy cũng là Phật giáo nhưng mà cái kiến trúc xây dựng của ngôi chùa này nó mang theo phong cách của Phật giáo ở Thái Lan hoặc là Myanmar. Cái tòa tháp này các bạn biết đó là gì không? Đó chính là những cái mộ của những gia đình họ xây dựng phía trong này. Mình nghĩ là họ phải có một cái đặc quyền hay là một cái cống hiến nào đó cho chùa cho nên mới được xây dựng cái mộ ở trong đây nha. Xung quanh chùa xuất hiện rất là nhiều tượng con rắn này. Con rắn này là một trong những cái loài rắn mà có khả năng giết chết 20 con voi trong một lúc, còn gọi là rắn Naga. Trong tiếng Phạn, Naga có nghĩa là xóa bỏ tất cả tội ác. Thì rắn Naga là một trong những biểu tượng của Phật giáo Ấn Độ. Chùa xây lâu chưa ông? Lâu rồi. Dạ. Chắc cũng phải sửa lại này kia nhiều quá ha. À, sửa lại nhiều. Dạ, cảm ơn ông. Bây giờ mà các bạn cùng mình đi một vòng quanh ngôi chùa để ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi chùa này nha.
chùa thật sự rất là đẹp, rất là mới lạ dành cho các bạn yêu Phật giáo và muốn tham quan các công trình độc và lạ tại Trà Vinh cũng như các tỉnh miền Tây. Các bạn có dịp hãy nhớ ghé thăm ngôi chùa này để có một lần trải nghiệm rất là mới giống như mình nha. Khoảng 30 phút tham quan chùa thì mình sẽ tiếp tục lên đường đến Cần Thơ. Mời các bạn ghé thăm vlog của mình vào thứ bảy tuần sau nha.